theo như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại chuyên mục Chào ngày mới đồng hành Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2014. Là một trong những hoạt động thú vị, nhiều ý nghĩa trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Trại sáng tác trẻ là môi trường quốc tế chuyên nghiệp cho các nhà làm phim trong và ngoài nước trao đổi, học hỏi và trải nghiệm những kinh nghiệm làm phim, phát triển các dự án với nhiều chuyên gia đầu ngành về điện ảnh tại Việt Nam và trên thế giới. Trại sáng tác năm nay lựa chọn 30 học viên đến từ Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam cho 3 lớp học. Gồm lớp kịch bản, lớp đạo diễn hình ảnh và lớp đạo diễn. Các học viên đã có những giờ học vô cùng thú vị cùng các nhà làm phim hàng đầu của thế giới, tiếp cận với những cách thức làm phim mới và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn thú vị cùng giáo viên hướng dẫn và bạn bè. Lớp học diễn ra trong vòng 4 ngày, để thầy trò làm việc hiệu quả nhất, lớp học được triển khai theo hướng vừa học lý thuyết, vừa thực hành. Các học viên của 3 lớp sẽ được chia nhóm để cùng thực hiện những thước phim ngắn dựa trên kiến thức đã học. Những kiến thức thì có thể là về mặt lý thuyết ấy, thì có thể là mọi người đều hiểu rồi, nhưng mà có thể là cách áp dụng và đôi khi mà mình có thể là áp dụng sai hoặc là chưa áp dụng đúng thì có thể là qua những lớp như thế này thì giảng viên có thể chỉ cho chúng ta biết là nên điều chỉnh như thế nào cho nó hợp lý. Tôi rất tâm đắc câu nói của thầy Joe, đạo diễn phải làm mọi thứ, không chỉ là người kể chuyện bằng hình ảnh mà phải bằng những cảm xúc từ trái tim. Sau khi hết phim, một thời gian sau thì khán giả có thể quên bộ phim, nhưng cảm xúc của họ có được từ những thước phim đó sẽ còn lại mãi. Và tôi sẽ bắt tay vào thực hiện bộ phim đầu tay của mình trong năm sau. Bộ phim có chủ đề về lòng tin. Có thể khó khăn, nhưng trước hết, bạn phải tin tưởng vào điều mình làm đã. Như chuyện tôi đã có mặt tại trại sáng tác trẻ năm nay vậy, phải có lòng tin. Qua những câu hỏi của các học viên trong những ngày qua, tôi thấy các bạn còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn những khoảnh khắc đắt giá đưa vào phim, cũng như cách tiến hành những dự án phim trong những điều kiện thiếu thốn nhất định như thời gian hay kinh phí chẳng hạn, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng của phim. Tốt nhất các bạn cứ cố gắng rèn luyện cách quan sát mọi thứ trong cuộc sống và thói quen ghi chép lại những điều mình quan tâm để làm tư liệu tạo cảm hứng sáng tác sau này. Trại sáng tác trẻ năm nay diễn ra trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, nhưng đã gặt hái được những thành quả không ngờ. 30 học viên đến từ các nước trong khu vực châu Á đã có những sản phẩm báo cáo xuất sắc. Kết quả chung cuộc, học viên xuất sắc nhất lớp quay phim Nguyễn Minh Tiến, học viên xuất sắc nhất lớp biên kịch Nguyễn Thị Mỹ Trang, học viên xuất sắc nhất lớp đạo diễn Sinh Yên đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra, bạn Nguyễn Thị Mỹ Trang, học viên xuất sắc nhất lớp biên kịch còn được Viện Goethe trao tặng thêm một vé đến Berlin dự Liên hoan phim quốc tế Berlin vào tháng 2 năm 2015, được đài thọ toàn bộ chi phí và tham dự các hoạt động trao đổi, học tập tại một trong những liên hoan phim lớn nhất hành tinh. Từ trước đến nay, khi mà tôi viết phim truyền hình hay viết báo hay viết truyện ngắn, tất cả những cái sáng tác đó của tôi chỉ là mong muốn để nói lên cái tiếng nói của cái người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Mọi người thì đều cho rằng là xã hội đang tiến bộ và người phụ nữ thì cuộc sống của người phụ nữ chất lượng thì đang được nâng lên, nhưng thực sự thì cơ hội càng nhiều thì thách thức càng nhiều, và càng ngày thì tôi càng thấy rằng là người phụ nữ cần rất nhiều sự kiên nhẫn, sự can đảm và tình yêu thì mới có thể thành công được. Và sau này dù làm bất cứ một tác phẩm gì thì tôi cũng mong muốn nhắn gửi thông điệp đó. Và thưa quý vị, trong trại sáng tác trẻ của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2012 thì đã trao giải thưởng lớn nhất cho đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và dự án Đập cánh giữa không trung. Sau 2 năm và đã trở thành một bộ phim hoàn chỉnh, nhận được rất là nhiều những giải thưởng tại các kỳ Liên hoan phim. Chúng ta có thể kể đến ví dụ như là Venice hoặc là Toronto. Và bên cạnh đó thì là mới nhất là giải thưởng do ban giám khảo bình chọn tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2014. Và chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm chứng kiến cũng như sẽ lại tiếp tục chúc mừng sự thành công tiếp theo đến từ các học viên, những người đã tham gia vào trại sáng tác trẻ của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2014.